Quyền Linh dạy dỗ Cát Tường vụ bị nhà sản xuất cắt sau, MC chỉ là người làm thuê, thay đổi là cần thiết. Những thông tin xoay quanh mối quan hệ của MC Cát Tường và MC Quyền Linh vẫn đang thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt giữa tâm điểm ồn ào phát ngôn về việc MC bị thay thế ở game show của nam nghệ sĩ một lần nữa khiến dân mạng dậy sóng. Mới đây, mạng xã hội dậy sóng trước những thông tin xoay quanh việc MC Cát Tường và MC Quyền Linh xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc nữ MC phải rời khỏi một game show truyền hình về hẹn hò cách đây nhiều năm. Thông tin này ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả giữa bão dư luận về ồn ào này. Mới đây, netizen đã đào lại những chia sẻ của MC Quyền Linh thời điểm MC Cát Tường vừa rời khỏi chương trình hẹn hò. Theo đó, vào thời điểm đó, diễn viên Nam Thư là người được chọn thay thế MC Cát Tường. Tuy nhiên, mạng xã hội lại xuất hiện những ý kiến trái chiều. Tại một tết sau, vào thời điểm đó, MC Quyền Linh đã lên tiếng bảo vệ bạn dẫn Nam Thư. MC Quyền Linh chia sẻ, nhà sản xuất nắm quyền quyết định, MC chỉ là những người làm thuê, Nam Thư hay tôi đâu có quyền quyết định được chuyện gì. Khi nhà sản xuất, đài truyền hình muốn thay đổi thì chúng tôi phải chấp nhận. Tôi làm trong nghề này đã quá quen với sự thay đổi, nhưng tôi nghĩ khi nhà sản xuất chọn ai, họ đã phải nghiên cứu rất nhiều. Quyền Linh tiếp tục chia sẻ quan điểm về việc thay thế vị trí dẫn chương trình. Sự thay đổi có thể tốt hoặc xấu hơn nhưng vẫn cần thiết, đó là quy luật của cuộc sống. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 3, MC Cát Tường đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với báo chí những vấn đề xoay quanh một số tin đồn trên mạng xã hội. Tại đây, nữ MC khẳng định tin đồn cô bị đuổi khỏi show truyền hình là bịa đặt và không đúng. Bên cạnh đó, MC Cát Tường cũng nhắc lại ồn ào 4 năm trước khi cô rời khỏi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, khiến công chúng tiếc nuối. Cụ thể, Cát Tường bộc bạch rằng thời điểm đó giữa cô và MC Quyền Linh có mâu thuẫn cá nhân không thể hàn gắn. Nhà sản xuất biết được điều này, đề nghị cả hai hòa giải nhưng không được. Công ty cũng cố gắng hòa giải hai anh em nhưng không thành công. Cuối cùng, công ty sản xuất chọn anh Quyền Linh ở lại và tôi phải rời khỏi show. Thời điểm đó, tôi im lặng vì không muốn mọi chuyện phức tạp, MC Cát Tường chia sẻ với báo chí vào chiều ngày 1 tháng 3. Tuy nhiên, trước đó, vào thời điểm tháng 5 năm 2019, khi mới thông báo ngừng làm MC cùng Quyền Linh, Cát Tường từng bật khóc nức nở trên sóng livestream khi tâm sự cùng người hâm mộ. Thời điểm đó, nữ MC lại xác nhận mình bị nhà sản xuất của Bạn Muốn Hẹn Hò buộc rời khỏi ghế bà Mai và không hề nhắc gì đến Quyền Linh. Mãi đến tháng 2 năm 2023, sau khi lên tiếng xác nhận dừng hàng loạt các chương trình hẹn hò như Chân Ái, Hẹn Ăn Trưa, Kép Đôi Thần Tốc, MC Cát Tường lại bất ngờ lên tiếng tiết lộ về nguyên nhân khác liên quan đến tình duyên. Theo Cát Tường, cô muốn tạm dừng công việc này để hít thở và thêm năng lượng mới cho bản thân và biết đâu được khi có cơ hội quay trở lại ở một chương trình hẹn hò nào đó trong tương lai thì cô sẽ có được phong thái tươi mới hơn thì sao. Nhiều khi làm mai mối khiến Cát Tường bị ế, lận đận trong tình duyên đến như vậy. Vốn là bà Mai từng mai mối cho hơn 500 cặp đôi nhưng Cát Tường lại là một người không hề may mắn trong chuyện tình duyên. Cô từng kết hôn vào năm 2001 nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài lâu. Cô ly dị khi con còn rất nhỏ, cô cũng từng có mối tình với bạn trai kém tuổi Minh Thành. Nhưng cả hai cũng đường ai nấy đi sau 2 năm bên nhau. Ở tuổi 45, Cát Tường làm mẹ đơn thân để chăm sóc cho con gái. Thời điểm hiện tại, Cát Tường cho biết mình muốn dành thời gian cho người thân, đặc biệt là con gái, chứ không muốn nhắc đến những ồn ào đang diễn ra. Trong khi đó, về phía MC Quyền Linh, nam MC xác nhận chuyện mâu thuẫn với Cát Tường nhưng không muốn nhắc lại vì vụ việc đã xảy ra trong quá khứ.